Tôi muốn nói các bạn, tư duy nó là cách thức, cách thức để nhận thức và cách thức để vận dụng nhận thức. Nhưng mà nhận thức thì nó phải qua ba giai đoạn ấy. Để ba giai đoạn ấy nó nhanh chóng hình thành thì người ta phải có cách để nhận thức, thì đó là tư duy. Thấy chưa? Cho nên là kiến thức tổng quan số 2, tư duy. Vậy thì nói để cho cái thằng điên nó đỡ phải nghiên cứu, ý số 1 về mặt khái niệm, tư duy là kỹ năng. Tôi nhắc lại cái điều này 5 lần. Kỹ năng với cái mày có thông minh là hai chuyện khác nhau. Cái có thông minh ấy là do nhận thức của mày mà ra, nhưng mà cái cách thức để có cái nhận thức ấy thì là tư duy. Nó là kỹ năng giúp con người nhận thức được vấn đề. Nhận thức được vấn đề thì nãy chúng ta nói nhận thức là cái gì rồi, nhưng mà kỹ năng nó giúp cái quá trình nhận thức ba giai đoạn ấy, giúp con người nhận thức vấn đề và giải quyết vấn đề. Như vậy nó có hai vế, mày không nhận thức được, mày không giải quyết được. Mày giải quyết rất giỏi nhưng mà nhận thức sai thì cái giải quyết là thành phá hoại. Thế gì? Vậy tư duy là kỹ năng nhận thức vấn đề và giải quyết vấn đề, chấm hết, không cần nghiên cứu thêm nữa. Vậy thì hôm nay chúng ta học này, cách thức nào để nhận thức rõ bản chất của thằng Tuấn tiền tỷ? Cách thức nào? Mà nhận thức đúng rồi thì nên hành xử với thằng này như thế nào? Về mặt con người, các chị ạ, một thằng đi ăn trộm, một ăn trộm vì mẹ nó sắp chết, hai ăn trộm vì lười lao động, các chị ạ. Vậy thì nhận thức cho đúng, nếu ăn trộm vì mẹ nó bệnh cho thêm tiền, nếu ăn trộm vì lười lao động đưa tay lên bàn chém đứt tay lên nếu là đạo hồi. Ok, vậy anh nhận thức thế nào thì anh sẽ nhận thức thế nào thì anh sẽ hành động thế, hành động cho thêm tiền hoặc hành động chém đứt tay, thì đó là tư duy. Bây giờ để giải thích cái khái niệm này thì chúng ta tiếp tục ý số 2. Như vậy tư duy là kỹ năng nhé, nhớ nhé. Như vậy tư duy hoàn toàn không phải chỉ số IQ, không phải thông minh, không thể nhập thành một được. Vì thông minh chưa chắc tư duy đã tốt. Tư duy là kỹ năng cơ mà. Thông minh chưa chắc tư duy đã tốt. Vì tư duy nó là kỹ năng, nó là hành động. Cái gì à? Và minh họa cho nó là gì? Tất cả các nhà bác học trở thành bác học, cái gì à? Không phải là bổ não nó ra thông minh thế nó thành bác học. Người ta bổ để người ta xem là nó có hơn không. 100% kết luận đều cấu tạo não giống hệt nhau. Người ta bổ để người ta nghiên cứu, chứ người ta bổ để người ta khẳng định não thằng ấy thông minh hơn. Cho nên các nhà bác học họ trở thành bác học không phải do họ thông minh hơn, mà do họ liên tục đặt câu hỏi cho chính họ rồi họ đi tìm cách trả lời. Mà đặt câu hỏi cho chính mình rồi tìm cách đi trả lời thì đó là kỹ năng tư duy. Cụ thể đó là kỹ năng tư duy phản biện đấy. Họ liên tục phản biện chính họ và kết quả họ thành bác học.
chứ không phải họ siêu phàm đến mức họ phọt thành bác học. Cho nên là cái anh Newton anh cứ nằm ở dưới gốc cây táo, anh nghiên cứu mãi sao táo nó lại rụng vào mồm mình mà nó không rụng ngược lên trên trời. Và kết quả anh ấy trả lời được là do trái đất nó có lực hút. Anh Archimedes nghĩ suốt ngày đêm đặt câu hỏi sao toán học lại 1 cộng 1 mà lại không bằng 2. Nghĩ mãi bổ đề, cuối cùng đang tắm nghĩ ra, trả lời được câu hỏi của chính mình. Thì đặt câu hỏi là cái cách để tư duy, một trong những cách để tư duy. Thế là anh ấy khỏi mặc quần áo, anh nhảy giữa sân ấy. Eureka, tìm thấy rồi. Cho nên các bạn ạ, người ta thành bác học không phải cái não người ta siêu phàm, mà người ta có phương pháp tư duy cực tốt. Vậy phương pháp tư duy cực tốt là phương pháp như thế nào? Cho nên là tôi ấy, mà dựa vào cái thông minh và cái kiến thức thì tôi chỉ ăn cám. Nếu các bạn muốn khen tôi, các bạn hãy khen tư duy tốt, chứ các bạn đừng khen thông minh tốt. Các bạn ạ. Thế gì? Vậy thì đấy là cái phân tích thứ hai. Tư duy không đồng nghĩa không chặt được với chỉ số thông minh là một được. Vì tư duy nó là kỹ năng. Liên tục đặt câu hỏi, liên tục phân tích nó, liên tục tổ hợp nó, thì đó là phương thức để đạt tới nhận thức bản chất. Đấy. Ok. Bây giờ ý số 3. Đặc điểm của tư duy. Tư duy là phương pháp nha, là kỹ năng nha. Vậy thì kỹ năng này so với kỹ năng tán gái, kỹ năng nấu ăn, kỹ năng giảng dạy, thì nó mang trong người nó những đặc điểm gì mà làm cho các chú mày 100 thằng thì được 5 thằng thành công? Vì các chú không làm được đặc điểm của nó. Còn nấu ăn nhìn bà mẹ nấu thế nào, nhái xong làm được luôn. Thế gì? Tính gián tiếp của tư duy. Tư duy là kỹ năng. Kỹ năng giao tiếp là một ăn một. Giao tiếp bằng email, giao tiếp bằng điện thoại, giao tiếp bằng vỗ mặt. Trực tiếp hết rồi. Đằng này nó chơi gián tiếp. Cái phương pháp này nó thế. Tính gián tiếp của tư duy. Đó là vì tư duy được hình thành, cái kỹ năng này này được hình thành nhờ việc sử dụng các công cụ. Cho nên công cụ nó là cái nằm ở giữa, rồi nó mới đến sự vật nhờ sử dụng công cụ. Thấy chưa? Đó là máy móc, đó là quy tắc, đó là công thức mà loài người đã sáng chế ra. Đấy. Anh muốn nhận thức được thì anh phải có tư duy. Vì tư duy là kỹ năng. Mà muốn có tư duy tốt thì nó phải có công cụ tốt. Mà công cụ tốt nó chính là nhận thức của nhân loại để lại cho anh. Vậy thì các bạn mà không học, các bạn không có khái niệm, có quy tắc, thì tư duy của các bạn không thể có được. Tức là bạn sẽ không có phương pháp để nhận được sự vật. Vì bạn có khái niệm nhân loại để lại đâu. Nó hay lắm các bạn ạ. Tôi mà về tôi học với các bạn, tôi sẽ đọc rất kỹ để tôi dùng, tôi giáo dục con tôi trước khi nói chuyện khác. Con bạn sẽ không thành công đâu. Con em nó giỏi lắm á, nó bé tí mà nó có phẩm chất làm giám đốc á. Con mày không nắm hết khái niệm thì cả đời con mày cũng không tư duy được. Vì nó là công cụ để tư duy bước tiếp theo. Mà khái niệm này do nhân loại nó để lại. Cho nên các cụ mình ngày xưa không hiểu bản chất. Không hiểu bản chất cái này thì bản chất cái sau là tịt luôn. Đấy. Cho nên cái tính gián tiếp của tư duy là đặc điểm 3. Bọn trẻ con nó học để nó thuộc lòng, nó trả bài. Tôi muốn các anh chị học để các anh chị áp dụng. Các anh chị à,
nghề chơi lắm, công phu lắm. Các bạn chưa biết thế nào là một viên kim cương đẹp đâu, bao nhiêu nước kim cương, và cái bút thử có mấy vạch. Các bạn chưa hiểu thế nào là một cái đồng hồ hợp với bạn và giá trị đâu. Bạn đừng tin tưởng, vì nghề chơi lắm công phu lắm, nghề học lắm công phu hơn nhiều. Trường Doanh Nhân PR.